mai ngày 10 sáng thứ bảy tháng 8 ngày 10 năm 2024 khoảng 12 giờ 29 phút tại núi Thiên Long Sơn ngay chỗ mấy cội Long Hoa. Ở đây có 4 cội Long Hoa, Phật Di Lạc giáng trần để nói chuyện ở cội Long Hoa. Hôm nay cũng như mọi thứ bảy, thấy tình hình thế giới yên tĩnh, nhiệt độ bây giờ rất là tốt, khoảng 70-72 độ. Việt Nam khoảng nhiêu ta, 20-22 ha. Không có ruồi, không có mũi, không có nóng, không có lạnh, chỉ mặc áo sơ mi thôi là cũng đủ rồi. Không mặc áo lạnh thì hơi nóng. Nên nhiệt độ của Thiên Long Sơn quanh năm suốt tháng rất là tốt. Mấy em gái sư phụ nhập thất, tại vì ở nhà 5-7 ngày nhập thất ngồi thiền thì thấy quốc gia lâm nguy, thất phu cũng hữu trách, huống chi xuống trần kỳ này được lệnh của cha là Thượng Đế để mà cứu độ nước Việt. Sư phụ là giống như cái phu sô, tiếng Việt Nam dịch là gì ta, cái phu sô trong cái nghiêng nít nó ngắn nguyên cái bức tranh bự á, mảnh ghép. Sư phụ là cái mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh tuyệt vời của nước Việt, một nước Việt mới tương lai chứ không phải nước Việt bây giờ nha. Cơ trời đi như vậy đó, thì cái mảnh ghép cuối cùng này vẫn còn ngồi đây, thì 100 triệu dân tiếp tục lầm than đói khổ. Cũng giống như ở trên siết bồ lon giờ, siết đến khi nào mà bên tu hít với bên cầm súng á, cầm súng là quân đội, tu hít là lại rồi đó, không ăn không. Đem cái mảnh ghép này ghép cuối cùng thì tất cả nước Việt không ai có đổ một giọt máu, không ai mất một miếng tài sản, cũng không ai mất chức vụ gì, mình chỉ đổi màu áo màu cờ. Thì cái mảnh ghép này đang ngồi đây chờ đó, họ có hiểu hay không thì tùy cái ngã của họ có chịu lắng nghe những lời này nói hay không. Chứ ông trời Phật không có kia hiện lên rồi kia phải làm vậy, trời Phật đây nè, nói thẳng luôn vậy đó. Trên thế giới càng ngày càng xa lánh nước Việt là vì không ai, một cái nhà đầu tư mà dở nhất của thế giới cũng không có ai chấp nhận đầu tư hay làm ăn giao du tiền bạc hay là thương lượng với một người cầm túi hít ở ngoài đường và một bên cầm súng bảo vệ quốc gia, có biết gì chính trị, có biết gì kinh tế đâu, có biết gì thương lượng đâu. Thì quốc gia mình đi đến ngõ cùng cục này, họ chỉ sợ chết, họ giành quyền thôi, chứ chả có ai lo cho 100 triệu dân đang lặn hụp đói khổ, thiếu công ăn việc làm, thiếu thuốc men, thiếu tinh thần, ngồi giống như một đàn chim mà chờ mẹ đem đồ ăn về vậy đó. Còn mẹ với cha thì có lo đấu với đá, bỏ ra đàn chim bơ vơ đói chết rồi ăn thịt lẫn nhau. Đến khi nào họ ngộ ra thì họ bản thân họ được cứu. Hôm nay bên nào có thế lực đi bắt bên kia thì mai mốt con cháu bên kia cũng đi bắt con cháu của họ, cứ thế mà nó xoay dần. Còn 100 triệu dân ai lo? Thế giới người ta sẽ đứng người ta ngó, đến khi nào tụi mày đấu đá cho đã đi rồi lúc đó ta mới vô nói chuyện. Không có nhà kinh tế hay là một nhà đầu tư nào chấp nhận đi thương lượng trên một cái bàn ăn hàng tỷ hàng triệu, biết nói chuyện gì đâu mà thương lượng với một người cầm túi hít ở ngoài đường, cầm cây ba ton và một bên thì cầm súng bảo vệ quốc gia. Họ đâu có chuyên nghiệp. Đất nước sẽ tiếp tục lầm than đói khổ, dân tộc sẽ
sẽ đi vào cảnh rất là thê thảm. Cộng lại thiên tai, lũ lụt, cộng lại bao nhiêu năm từ lúc Covid, nước Việt đã không còn cái gì gọi là ăn nữa. Bây giờ chỉ còn có cỏ thôi. Không biết cỏ nó có mọc nổi ở sông Đồng Bằng Cửu Long không nữa, hay là nó làm cái kênh Phù Nam rồi á, không có một miếng nước cỏ cũng không mọc nữa. Thôi không ăn cỏ nữa, ăn đất. Đất cũng có thể ăn được á nghe. Nước Việt nó quá khổ, quá đói, cho nên họ không còn gì để sợ, và không còn gì để sợ đói nữa. Sống mà không có chất dinh dưỡng có nghĩa là giảm tuổi thọ. Mỗi một người Việt Nam bây giờ giảm tuổi thọ ít nhất 5-10 tuổi là vì thiếu dinh dưỡng, thiếu thuốc men. Đó là khi sư phụ thấy rất là đau lòng. Bữa nay anh Bảy Niễn bị vô chuồng cọp. Ngày mốt anh Ba X bị thọc bỏ cái thòng lọng. Bữa kia anh Tư Sang, anh Tư nghèo đi, Sang thì nó trúng tên mà gọi Tư nghèo, sẽ bị còng số 8. Thì tức là mỗi một ngày họ cứ triệt với nhau, triệt đến khi nào mà họ cảm thấy trong tương lai họ không còn bị trả thù hay là hậu giận. Còn dân tộc ai lo? Nếu mà anh Ba X mà hôm nay nghe được lời này đó, đây là lời của mấy vị vừa mới mách bảo, anh phải tìm cách thì không bị nạn. Còn nếu không rồi tới á, đó là thương anh lắm á, mới lộ cơ. Ngô Tuấn Kiệt này tuy là mang thân phàm, nhưng mà người không phải người phàm. Con của Thượng Đế, biết hết tất cả những sự việc xảy ra trên thế giới. Tất cả những đứa người ngồi ở đây, 5-70 người, sư phụ có thể biết được tư tưởng mỗi người đang suy nghĩ gì. Cho nên không ai qua mắt được mình hết, và biết được chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên mới lên mạng, mới từ bi, mới tuân lệnh của Thượng Đế cha xuống trần lập đạo, và nói lên những cái gì cần phải nói. Nhưng mà nó ngoài cái trí tưởng tượng của con người, cho nên con người không có thể học được và hấp thụ được. Thì cứ cho đó là nói chuyện quan đường. Nhưng mà nhìn lại đi, có quan đường không? Không bao giờ quan đường. Nếu không tin hôm nay là ngày tận thế, nếu không tin tất cả mọi việc của tất cả những nhà lãnh đạo đang làm, đang suy nghĩ và đang hành động, những nước đang chiến tranh như Do Thái với Hamas hay Ukraine với Nga, là có bàn tay của ông trời nhúng vô, thì là người đó rất là ngu xuẩn đó. Nếu không tin ngày xưa sư phụ nói là Biden gãy gánh giữa đường á, và sau này ông Trump trở lại sẽ hạch tội hai người phụ nữ, ông Trump không bao giờ thua, bà Kamala Harris sẽ không bao giờ làm tổng thống, tin lời nói đi. Tại mấy cái đó chỉ là truyền thông, nó đưa cho lên tinh thần, phải không? Cũng giống như lăng xê thầy áo bông vậy đó, chỉ là bề ngoài thôi. Sư phụ bị xiên tẹt, mùi mùi xiên tạc, hay là công chúa bị xiên tạc, hay nối thiên sơn xiên tạc, tất cả những lời xiên tạc đó là của ma quỷ. Ma quỷ không có thể thay đổi được vận mệnh của thế giới này. Ma quỷ nó chỉ làm cho những cái con người mà tâm không có vững bị tác động, rồi những người đó nó kéo phe cho nó đông thôi, để đi vào bóng tối chung với nó, để nó nhiều bạn thôi à. Ngoài ra nó chả có làm được gì hết á. Cơ trời đi, nước Việt sau này sẽ thành một nước hùng cường giàu mạnh. Cơ trời đi, sau này nước Việt sẽ có một người lãnh đạo mới với tâm từ bi xóa hận thù. Tất cả mọi phe phái và đầu qua đồng, tất cả mọi phe phái nãy giờ mảnh ghép. Mảnh ghép này sẽ ghép hải ngoại, ghép HO, ghép đảng viên, ghép tất cả mọi cái của nước Việt mà đã bị xả nghiệp trong 80 năm qua. 80 năm qua Đảng Cộng sản của Hồ Chí Minh làm được gì cho nước Việt?
Sau 80 năm dân tộc đi vào đường cùng ngõ hẹp, bị thế giới ruồng bỏ. Đi con gái thì làm nô lệ và sanh con cho người ta khắp mọi nơi, lao động khắp thế giới. 80 năm chỉ được vậy hay sao? Rồi nhìn lại 80 năm sau nữa hả? Nước Việt sẽ đi thế nào? Có thua gì những bộ lạc lạc hậu bên Africa không? Hôm nay không còn những nhà chính trị, không còn những nhà kinh tế lỗi lạc của nước Việt, chỉ còn lại phe cầm ba toán, rồi phe cầm súng. Thì làm sao thế giới có thể ngó ngàng, làm sao thế giới có thể giao du, làm sao thế giới có thể đổ tiền vô và những công ty lớn có thể an tâm. Người ta đem tiền tỷ vô, người ta phải có cái lòng an tâm. Tại vì 1.000 cái tờ giấy ký luật sư không bằng một người có uy tín á. Trên đường đời làm ăn như vậy, Mỹ nó có cái câu là I don't care what do you know, I don't care what do you learn, bằng cấp á, I care who do you know. Thiếu hộ ra đời làm ăn từ bàn tay trắng, 10.000 đô, hôm nay cái hãng lên 1 tỷ đô. Là gì? Một lời nói thiếu hộ đó là cái sinh mạng. Không bao giờ hứa với khách hàng đúng giờ đi ăn, lúc nào cũng đi trước 5 phút, không bao giờ trễ hẹn trong cuộc đời với một người nào. Hứa cái gì làm cái đó. Sư phụ hứa với tất cả dân tộc Việt Nam, một ngày sư phụ về nắm chính quyền làm vua, cả đất nước sẽ cơm no ấm hùm, gường giàu mạnh trở lại. Cả thế giới sẽ chạy vô, 6 triệu người sẽ đi sau lưng sư phụ về nước. Đó là sự thật. Còn ở ngoài kia ai có hiểu hay không hiểu thì gắng mà hiểu. Tại vì nói tiếng Việt rõ ràng luôn rồi đó. Trong nội bộ thì đấu đá, ở ngoài nước Trung Cộng thì hăm he, ở phía miền Tây á cũng là Trung Cộng nhưng mà nó suối miên đánh. Giặc ngoài không lo, quốc gia đang sắp bị lâm nguy, dân sắp khổ mà không lo, mà còn lo đi đốt lò đốt củi. Cái lò này á, nó còn bự hơn là cái lò của bác Trọng nhiều á. Lửa này gọi là lửa xài bình ga, lửa bác Trọng là củi phải không, củi xanh đồ này kia, nó cháy không có bằng lửa ga. Còn này lửa ga đó cháy còn dữ nữa. Quốc gia sắp bị ngoại bang xâm lấn, không có nơi nương tựa, không có ai dựa vô Nga hả? Nga cũng sắp điêu tàn rồi, sắp chết rồi. Dựa vô Tàu hả? Tàu á, giống như mình, giống như con nai tơ á, ngủ chung với con chó sói á, nửa đêm nó cắn cổ không hay á, nó là người đi thôn tính nước Việt á, đó mà dựa vô nó. Nó đâu ngu đánh Đài Loan. Đài Loan này nó có cơ hội lúc nào đánh không được. Còn Việt Nam á, thiên hạ thủ vi cường, nó sẽ đánh Việt Nam. Ở đó mà lo bắt với nhau. Bữa nay bắt anh 7, ngày mai bắt anh 3, mốt bắt anh 4, mốt bắt anh 2, bữa kia bắt anh Úc. Ôi, nó sẽ bắt láng. Ai có tiền là sẽ bị bắt. Từ 80 năm nay, dù dám thời, dám bảo đảm luôn, không có nhà lãnh đạo Việt Nam nào mà không ăn hối lộ, không tham nhũng. Không có thằng công an nào ham ăn hối lộ. Chữ công an với chữ mà tham nhũng hối lộ là đi chung rồi. Nó là một cái truyền thống. Cho nên cái mức độ mà hối lộ và tàn ác nó bao lớn thôi, và người quân tử bao lớn thôi, chứ không có thằng nào mà hiền hết á. Không có cái chuyện mà đi moi hồ sơ cũ ra. Phật dạy, ông bà chúng ta dạy, trước khi mình bắt lỗi người á, phải coi lỗi mình. Mình đừng có si bụng mình mà ra bụng người. Bây giờ tất cả công an á, đi lùng đi bắt người ta, đi coi lại cái bụng của mấy ổng đi.
nên tất cả đều là một cái trò diễn kịch, dùng lý do giả dối rồi tạo sự thù oán lẫn nhau. Mình đâu có ở đó hoài, chẳng lẽ mình chạy ra nước ngoài là yên thân à? Không có. Trừ khi nào mình ra thành tinh Mars, mình xây cái nhà ngoài đó mình ở, thì quả mai mình còn trốn được kẻ thù, chưa chắc nữa. Chứ còn mà đi ra Mỹ hay ra Pháp ở, sau này đất nước hòa bình, Interpol tức là cảnh sát quốc tế với một cái nguyên thủ quốc gia mới, người ta có thể chịu về tất cả luôn á. Cả một đồng tiền cũng không có lọt khỏi nước ngoài nữa. Tức là làm mấy cái chuyện mà không có suy nghĩ xa, giống như chuyện ấu chỉ của con nít mà không biết tính xa. Tại vì bây giờ đất nước Việt Nam không có ai ngoại giao, không có ai ngó ngàng tới, thì họ cứ nghĩ là họ chạy nước ngoài là họ yên thân. Chuyện đó rất là ấu chỉ, không bao giờ có chuyện đó. Khi một đất nước mà có uy tín trở lại, một nguyên thủ mới, người ta có thể nói chuyện với tất cả thế giới về tất cả những cái gì mà những người tội phạm thuộc về cái dân tộc của họ và tài nguyên quốc gia thuộc về đất nước đó, người ta có record lại hết. Cho nên hôm nay mình làm cái gì á, mình phải nhìn cái hậu vận. Mình không nghĩ là tôi làm cho đã rồi mốt tôi hốt vài tỷ rồi tôi lấy tiền của anh Bảy, tôi lấy tiền của anh Ba rồi tôi đem ra nước ngoài tôi trốn. Chuyện nó sẽ không bao giờ mà được bình yên như vậy đâu. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà. Tức là công an hay là quân đội hay là chính trị gia hay là bác thưởng, bác huệ vân vân, cũng là bầu ơi không à. Rồi cái gì gà nhà cùng mẹ chứ voi quá nao vậy, câu gì gà cùng một mẹ chứ voi quá nao, voi mặt gì đó hay gì nữa. Trời ơi, Thụ đang lúc này Thụ không có nhớ nữa, nào nhắc gì nhớ. Đừng có bôi mặt đá nhau nữa. Có bôi mặt môi được bao lâu. Bữa kia chúng ta là tình đồng chí, ăn chung nhau, uống cà phê chung nhau, ngủ chung với nhau, rồi cùng đi chung chơi với nhau một con ghệ. Hôm nay tại sao chúng ta lại giết nhau? Suy nghĩ đi. Con người của mình nó có tình, có nghĩa, nghĩa khí. Chỉ có nghĩa khí mới mang theo cái linh hồn chúng ta được tâm bình an. Còn khi chúng ta không có nghĩa khí, ban đêm chúng ta sẽ không bao giờ ngủ ngon hết. Nên nhớ, Thụ lúc nào cũng ngủ ngon hết. Tại vì lúc nào Thụ cũng đối xử với thế gian hết lòng, trải hết lòng. Cha cho Thụ ví dụ 100 triệu, Thụ cũng bỏ ra vài chục cho cộng đồng, chứ cũng đâu có dành ăn hết. Nhưng mà Thụ cũng đâu có nghèo đâu. Tại mình cho ra thì giống như cái giếng vậy đó, cái mình múc nước cho hàng xóm tới lấy nước thì cái giếng nó cứ lên nước hoài. Đó là cuộc đời của Thiên Đức Kiệt này, không có gì gọi là lo lắng. Và người nào mà ghét Thiên Đức Kiệt này là rất là thất, rất là vô lý, không có lý do gì phải ghét. Thương thương không hết. Người nào ghét là người đó, ba má nó, vợ con nó, và cả ông trời cũng đã từ nó rồi, nó mới ghét sư phụ. Chứ ngoài ra chứ không có làm gì để cho bất cứ người nào ghét. Không thích thì cứ đi chỗ khác. Ghét là gì? Họ ganh tị, họ tức. Cho nên cái miếng ghép cuối cùng, còn ngồi đây thì dân tộc còn đói khổ, quân đội và công an, thế giới sẽ không bao giờ giao du làm ăn, hay là nền kinh tế sẽ suy sụp trong những ngày tháng kế tiếp. Nên nhớ, cả ngày hôm nay cứ xin Mỹ về vấn đề mà thế quốc tế gì đó, Mỹ đâu có trò. Quốc gia thì đang sắp sửa xảy ra chiến tranh với ngoại bang, không lo. Không biết lúc đó Trung Cộng với Miên đánh ha, chẳng lẽ công an sách lấy bùa toàn đi gượt mấy thằng Miên hả? Miên đâu sợ bùa toàn, bà toàn đâu.
gió vàng hiu hắt vào thu, đưa thuyền Bát Nhã Nam Du độ đời. Thiện căn Phật dạy mấy lời, quả kia đã cạn, nghiệp thời trả xong. Trời Nam một dải mênh mông, chờ xem ngọn gió thu đông kịp thì. Thu đi đông đến một khi, xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình. Hết câu này Đức Thầy có nói xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình, đó là ngày đó là ngày cái nạn của Đảng Cộng sản, tức là chết Đảng Cộng sản sẽ bị diệt vong, thế giới diệt vong. Xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình, Bắc Phương nổi tiếng hai kinh, tức là Trung Cộng. Chú Toàn sứ mạng hòa bình Đông Nam, trời Nam mấy bước thăng trầm, lục thập niên giác Quan Âm Phật truyền. Từ đây hết giặc tầng tầng phiên, từ đây hết giặc tầng phiên. Tầng phiên có nghĩa là miên phải không ta? À, từ đây hết giặc tầng phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tối trung. Lúc đó sư phụ về, 6 triệu chim hiền về, và những đảng viên mà cũ mà có lòng yêu nước, mấy vị nói sau này một quốc gia mới không có tính cộng sản hay quốc gia, không có tính cờ vàng ba sọc đỏ hay là cờ đỏ sao vàng, hễ người nào có yêu nước mà dân đồng ý thì ra nắm chức quyền lợi. Thí dụ sau này Tô Lâm ok rồi, tổng tuyển cử lại, ai thương Tô Lâm có quyền bầu ổng là nguyên thủ mới, lãnh thời hữu lãnh mới, chứ không có chuyện như kiểu bây giờ, phải không? Tự mình đi một bức cái trên đầu người ta, không có tính đó. Thì sau này đảng viên hay là HO hay là con HO hay là con của mấy bác đảng viên cũ mà về hưu rồi mà qua Mỹ đều là nắm chính quyền quốc gia hết. Đó là một cái xã hội mới công bằng, không có hận thù, không có chiến tranh và không có ghét nhau. Chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất, đó là giặc Tần Phiên với giặc Trung Cộng. Đuổi hết bọn nó ra khỏi đất nước, đó là nhiệm vụ của 100 triệu dân phải lo. Từ đây hết giặc Tần Phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tối trung. Từ đây mới thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng hoang ca. Khi sư phụ về, sư phụ lớn lên ở Mỹ, thì nước Mỹ nó biết tiếng, sư phụ biết tiếng Mỹ, tiếng Việt và biết cách làm ăn ở Mỹ. Tất cả những chủ cả ở đây á, là từ Intel trên những hãng mà điện tử lớn sư phụ quen hết. Rồi cả thế giới cũng biết sư phụ có cái đầu óc tư tưởng là học từ của Mỹ, học từ lớp 8 nha, rồi tới lớp 9, hết trung học, hết đại học của Mỹ. Thì tất cả những cái gì sư phụ biết đều là Mỹ. Sau này luật lệ nước Việt chỉ cần lấy nguyên cái bộ luật của Mỹ, dịch cái tiếng Việt là xong. Từ mình sẽ đem American Title vô Việt Nam thì sau này Vietnamese Title, chứ không có sổ đỏ sổ hồng. Đất là của dân làm chủ forever, chứ không có 50 năm mướn nữa. Thế này mình cứ y như kiểu Mỹ vậy đó. Thì từ đó người Mỹ và 6 triệu chim hiền sẽ đi theo sư phụ về Việt Nam, sẽ gây dựng lại một quốc gia mới song song với những đứa mà nhân tài bên nước Việt. Thí dụ như mấy ông ăn hối lộ, giống như chị này Bác Phúc hối lộ được 2 tỷ đô đi, ok, khai thuế cá nhân trong vòng 3 tháng tự khai tài sản, rồi sau đó sẽ không bao giờ chi cứu những cái số tiền mà họ đang có ở đâu, thì cứ đóng thuế cá nhân xong rồi bác thuế đóng thuế, Bác Phúc đóng thuế 350 triệu, bỏ vô một cái ngân khố, rồi mình đề tên Bác Phúc đóng thuế 350 triệu, rồi tới Bác Dũng đóng thuế 350 triệu, rồi mấy ổng còn nhiêu tiền thì được chở ra làm ăn trở lại, chạy Rolls Royce gầm rầm ở Sài Gòn luôn, cũng không ai nói. Và những cái người mà được đóng thuế đó, lấy cái tiền thuế đó phát cho dân mỗi người 300 đô mỗi tháng, nhưng nghèo thì dân mình sẽ không có khổ, tức là mình lấy tiền của mấy ổng mình nuôi lại dân, để cho anh chi phải không? Ở trên kêu là để cho mấy ổng trả lại một chút xíu nghiệp, dầu sao mấy ổng cũng bị nghiệp, cho mấy ổng hưởng một đời đó, sợ quá, sống nhiều năm nữa, dài ba năm nữa cùng, 5-10 năm, thì mấy ổng hết nghiệp, rồi từ từ khuyên mấy ổng ăn chay niệm Phật rồi đọc Lăng Nghiêm Thập Chú, rồi thành ra một người thánh thiện trở lại, rồi được đi về trời trở lại.
còn hơn là mấy ông bị đọa địa ngục phải nhả ra một chút để nuôi lợi dân nghèo. Chứ tiền đó thù cũng chả cần nữa, thù chỉ cần những công ty này mà vô làm ăn thôi, chứ thù chỉ mong mấy ổng lấy tiền rồi đó, tiền tham nhũng á, trả lại một phần nhỏ cho dân, rồi phát welfare cho dân, rồi phát food stamp cho dân, rồi mua làm một số bệnh viện miễn phí cho dân, tức là vô nhà thương không có tiền á, giống như ở Mỹ mình vậy đó, rồi dùng tiền đó đi mua thuốc men để mà cho những cái bệnh viện miễn phí. Còn ai giàu thì vô bệnh viện tư nhân trả tiền thì kệ họ. Cũng giống như ở Mỹ này, nó có hai loại bệnh viện. Người nghèo vô bệnh viện miễn phí của Mỹ đúng không? Còn người giàu thì xài bảo hiểm insurance đúng không? Thì mình cũng y như vậy. Nhưng mà dân 100 triệu dân, người có tiền thì vô bệnh viện sáng, người không có tiền cũng được cứu. Chứ không phải như kiểu này bây giờ người không có tiền là chết á. Còn phải hối lộ cho y tá, hối lộ cho bác sĩ. Cái đó là một sự bất công. Còn con nít mà đi học á, là hoàn toàn phải cho nó miễn phí. Tại nó nghèo quá, mẹ nó đâu có tiền đâu cho học. Có phải là hư một đời người của người ta không? Cho nên tất cả cái đó là tiền tham nhũng, phải nhả ra ối lợn mớ. Và đồng thời họ cũng rất là hãnh diện khi họ ối lợi là gì? Họ biết, họ được đọc tên trên TV, trên mạng. Nguyễn Trung Phúc, bác Phúc, bác Dũng, bác Tô hôm nay đóng thuế lại để mà lo cho dân số tiền này. Lúc đó dân hả đội mấy ổng lên đầu á. Còn không bây giờ á, dân á lấy cái hình của mấy ổng mà đạp ở dưới đất á, rồi đốt á, rồi bỏ vô cầu tiêu á, ông đâu có biết bây giờ muốn kiểu nào. Còn bị đọa địa ngục nữa. Cho nên sau này một nguyên thủ quốc gia mới có lòng từ bi sẽ làm dung hòa hết về phần tâm linh, về phần đời, về phần chính trị xã hội, về phần đối ngoại với những nước tư bản, rồi phải rước những cái con em của người ta đi du học qua bên Mỹ về để mà cho nó giữ lại cái chức của ba nó. Ví dụ như bác Phúc có con Mỹ, ok về bển mày làm đi, làm cho coi cho đẹp mắt, nhưng mà không được tham nhũng nha, không có bắt chước giống ba mày nghe. Tại vì khi nguyên thủ quốc gia mới phải có cái luật mới, thằng nào mà tham nhũng, chẳng lẽ tham nhũng ba đời hả? Chẳng ai khó ba đời, bây giờ nó đã giàu rồi nó cần gì tham nhũng. Hồi xưa có một ông tướng với mà ở trong một cái triều đình rất là giỏi nha, tài ba an ban tái thế cho ông vua đó, ổng ăn ngon ngủ yên là nhờ ông tướng đó. Mà ông tướng nó vừa có tài mà vừa tham nhũng. Cái nhưng mà bị dân than oán quá, rồi triều thần ông tướng kêu oan ổng quá. Cái ông vua mới bãi chức ổng. Thừa tại cũng có công và có tội đồng đồng phải không? Cái ông vua bãi chức. Cái ổng mới đứng ổng tâu với thưa bệ hạ. Nếu mà hôm nay bệ hạ bãi chức thần thì bệ hạ tìm một người khác, họ cũng sẽ giống như thần, là vì họ cũng sẽ ăn hối lộ rồi cũng như vậy. Cái ông vua ông giật mình, ông nói này đó đúng đó ta. Còn riêng thần, thần đã no đủ rồi, thần sẽ bảo đảm từ đây tới cuộc đời chỉ phục vụ cho đất nước, cho dân chúng, không có ăn hối lộ nữa. Cho ông vua nghe khoái, cho ông là giữ lại cái chức. Thì trong tương lai nước Việt mình cũng sẽ có một vị vua anh minh như vậy. Chứ giờ bây giờ cái thằng mà nó không có tiền á, nó lên nó cũng ăn như vậy đó. Anh là thà có một thằng nó no rồi đó. Học tới đâu rồi ta? Từ đây hết giặc tần phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tôi trung, từ đây mới thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng hoan ca, duyên trần hai chữ trà hoa, nhập phàm cứu độ nhà nhà an cư, dở xem đồ trận binh thư, cán cân thế cuộc thực thư tỏ tường, thuyền ai đổ bến quê hương, vào xuân chói rạng thái dương kia rồi, kẻ đi người ở riêng ngôi, một giờ sum họp
mấy hồi chớ lo. Nhân danh thần nữ tự do, tức là nước Mỹ á, nhân danh thần nữ tự do ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Sau này trong những tháng kế tiếp, những ngày kế tiếp, nước mình sẽ bị Miên với Trung Cộng nó xâm lấn. Bên trong thì chúng ta giết nhau, cho nên không có ai mà lo thủ hết. Nhưng sẽ có một người cầu xin nước Mỹ cứu. Thì thằng Mỹ lúc này chỉ có Mỹ nó cứu, chứ không phải là Nga cứu nghe. Nên nhớ, bề ngoài bây giờ không biết bác Tô ngoại giao với bác Tập như thế nào, nhưng mà tôi biết thằng Trung Cộng nó sẽ dùng kế đánh Đài Loan nhỏ đánh Việt Nam á. Nó không phải là đồng minh chúng ta đâu. Trời, có ai nói kẻ thù 5-7 nghìn năm mà hôm nay làm anh em với nhau. Chó mà nói với mình là không có thể đợi trời chung một mất một còn. Nó đã bỏ công cực khổ bao nhiêu năm, nó đâu có thể buông co nước Việt ra một cách dễ dàng. Nên sao này, chỉ có Mỹ là cứu Việt Nam. Nhưng mà phải nhờ khối người Việt ở Mỹ. Chứ giờ Mỹ nó đâu có thèm ngó Việt Nam đâu. Cán cân thế cuộc thực hư tỏ tường, thuyền ai đổ bến quê hương. Thuyền ai đổ bến quê hương có nghĩa là 6 triệu người hải ngoại chúng ta đi về Việt Nam để mà cứu dân tộc chúng ta. Vào xuân chó rạng Thái Dương kia rồi, kẻ đi người ở riêng ngôi. Một giờ sum họp mấy hồi chớ lo, nhân danh thần nữ tự do ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Đêm thu rải rác sao rơi, ngẫm si cho kẹn ai ơi chim hiền. Canh khuya chợ giấc cô miên, thực hư mộng tỉnh cơ thiên ai ngờ. Đêm nay đâu phải là mơ, thương người thành tính để chờ tin ta. Dựng xây cờ cơ nghiệp trà hoa, cho đời mai hậu cho nhà nước Nam. Đó là bài thơ của một vị Bồ Tát tiên tri cho chúng ta. Bài thơ này cách đây khoảng 4 mấy năm. Hồ đọc bài này nữa là nói chuyện nha. Tại sao phải đọc cái này trên mạng thiếu gì? Tất cả các con trên thế giới cứ bỏ hết tất cả những sấm cơ của Đức Thầy, của Hồn Thiên Sông Núi, trở lên mạng trở lại trong lúc này. Tại vì 5-7 năm nay những nhà chính trị, những nhà giàu có họ không có để ý sư phụ. Nhưng mà hôm nay họ để ý. Tuy là những người theo dõi 5 năm nay thì là quá cũ, nhưng mà mấy ông bự hôm nay ông nghe đầu tiên, tức là mới với ông bữa nay đó, con hiểu không? Đó là tại sao phải nhắc lại, cứ bỏ sấm cơ, bỏ mấy lại cho mà ông nghe. Cơ thiên mà, hồi xưa mấy ông coi phụ là ảo, nhưng mà bây giờ phụ là người cứu mà ông. Phụ dám tuyên bố trên thế giới, phụ là người cứu 4 triệu đảng viên. Không có sư phụ là họ chết, họ đổ máu với nhau, họ chết. Dành tài sản cho đã rồi cuối cùng á, mày đâm tao con dao, tao đâm mày con dao, giống như phim cao bồi á, này bắn này, kia bắn này, ba thằng ngã hết, chả con nào hưởng gì hết, nó y chang vậy đó. Bây giờ mấy ông có muốn vậy không, hay là mấy ông muốn là ăn chung một cái dinner với tôi, Bắc Trung Nam, rúng rượu nồng cạn chén để chia tay, rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày, sum họp một nhà trên đất mẹ. Những cái bài này ngày xưa chúng ta chưa từng nhật biên, chưa từng có diện HO, chưa từng có diện ODP, chưa từng có diện FNC, chưa từng có diện đi du học, cũng chẳng có thuyền nhân tị nạn nữa. Mà mấy vị đều nói là chim hiền rồi trở về, rồi thuyền trở về đâu không à. Tại vì cái cuồng phim này á, nó đã đóng rồi. Hôm nay chúng ta coi cái phút cuối cùng của cái cuối cùng. Nó rất là ly kỳ, nhưng mà phút cuối cùng này là phút quan trọng. Cho nên cái kênh Ngô Tuấn Kiệt Official này á, phải trở về những cái sấm cơ cũ ngày xưa để nhắc lại cho những cái người vừa mới biết cái kênh này, để cho họ có một cái kiến thức về triết lý thế gian, là nó chỉ là học vấn của thế gian thôi, nó chỉ là ở đời này thôi, còn suốt thế gian mới là quan trọng. Cái xác phàm 100 năm là phù du, là một giây một khắc ở cõi trời, còn cái linh hồn chúng ta là vĩnh cửu hàng tỷ năm. Mà không chịu học hàng tỷ năm mà học có 100 năm học làm gì? Có tiền cũng chưa chắc hưởng được. Cái người mà giàu có là người biết chuyện siêu nhiên, chuyện cõi trời, và biết được cái linh hồn mình nó an bình an lạc. Ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành.
Chứ còn mà bây giờ những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà giàu có, những kiến cận, những cầm mã tấu, rồi mà những cái người mà không hiểu về tâm linh á, họ rất là nghèo. Cái cây nó chỉ mọc có một mùa thôi, qua cái mùa đó là bông nó rụng, tức là cái xác phàm á sẽ bị chết bởi bệnh tật và đột tử. Con thấy ông Vũ Đức Tiến vậy đó, tự nhiên đi ăn cái về cái uống thuốc độc. Bữa giờ cái vụ này nhảy lầu, thuốc độc, đột tử quá trời luôn. Tại sao lấy một đống tiền rồi không có chuyện, không có hưởng mà cứ đi tự tử à? Tại sao không đi kiếp kiệt về đi để mà được hưởng phước cả đời, chạy Rolls Royce đi du thuyền vòng vòng ở vịnh Hạ Long, cái nào sướng hơn? Tại sao phải giết nhau? Có kiệt là không có ai được giết ai hết á. Đọc lại nha. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Thấy nước hiện cảnh đang nghèo đói, quá đói luôn thấy không? Công an với bộ đội thì làm sao mà quốc tế nó tin tưởng về kinh tế và ngoại giao? Nó đâu có ngu đầu tư bỏ tiền vô. Thì đói. Thấy nước hiện đang cảnh nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm. Tức là Việt Nam bây giờ giống như một cái bức màn đen vậy, đêm 30 vậy. Biết ai mà chỉ đường giùm? Đây, có người chỉ đường giùm. Đường đen đêm mang tối ai trùm. Biết ai mà chỉ đường giùm? Kiệt chỉ đường giùm nè. Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra. Tiếng sấm nổ sang hà biến động. Đến khi mà quốc gia bị Trung Quốc với Biển Miên á, mà nó đánh á, thì lúc đó mới kiếm tới kiệt. Thì lúc đó đã có người chết rồi. Tại sao kiếm bây giờ đi? Biết ai mà chỉ đường giùm? Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra. Tiếng sấm nổ sang hà biến động. Thất tước trần quỷ lộng sang hà. Bây giờ con thấy á, hiện bây giờ tất cả tướng lãnh của phe công an, cả bộ đội, bên bộ đội nó cũng không có đoàn kết nữa. Có phải là thất tướng trần quỷ lộng sang hạ? Hiện bây giờ quốc gia mình nó lâm vào cảnh giống như thời thập nhị tứ quân vậy. Thất tướng trần quỷ lộng sang hạ, chừng nào thất tướng lộ ra? Nhưng mà ngược lại sẽ có thất tướng lộ ra để trừng trị thất tướng là quỷ lộng sang hạ. Thất tướng này là có thể là cái gì mà gọi là cộng sao thành số 7 á, quân khu 7 hay là anh 7 hay là 7 tướng hay là cái gì 77 á, thì chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi. À, sư phụ cũng thứ 7 nha ta. Em ở nhà ai người này thứ 7 á. Nhưng mà cái này không phải nói mình nha, mình là Minh Dương là Minh Dương. Còn cái này là nói thứ, mình cũng thứ 7. Chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó mới nước nhà yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi. Tức là khi Miên nó đánh dùng núi Cấm Thất Sơn á, nhà sẽ biến đổi. Bảy núi miền mong mỏi từ lâu, tức là dùng An Giang mong mỏi từ lâu là mong chờ Đức Thầy về. Thất sơn bảy núi nhiệm màu. Dĩ nhiên thất sơn bảy núi là quá nhiệm màu rồi. Quá giang long hiện trên bầu trời Nam. Nghĩa là ở miền Nam đó, có rồng, rồng là có vua, vua xuất hiện miền Nam. Thì quá giang long hiện trên bầu trời Nam. Binh rầm rộ núi Sam núi Sập, binh dậy rền giang khắp trời Tây. Trời Đông núi Ngủ Châu Mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Nghe là lúc đó đó Miên mà nó quýnh mình á, thì tất cả những người
trong quân đội cũng có người yêu nước nghe, chứ không phải ai cũng là người xấu. Trong công an cũng có người yêu nước, chứ không phải công an ai cũng là người xấu đâu á. Nó cũng có lộn xộn trong đó đó. Giật mình hợp lại, anh Tài ra quân. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Nếu là ngoài Bắc á, thì bị Trung Cộng nó ủi xe tăng rồi. Đông Tây Nam Bắc quy hàng, thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Tức là cái huy hồ xuống trần là con của Thượng Đế lập ra cái đạo màu vàng. Cái lá cờ đó, đó là do Đức Thầy và Hồng Thiên Sơn Núi và cha mẹ đã chọn cái lá cờ thiên tâm. Lúc đó tất cả mọi người á, mới giật mình là chỉ có cái dấu hiệu này, một quân lính của nước Việt hay là một công an của nước Việt, không cần biết về kinh điển của thiên tâm, không cần đọc, mà đeo cũng có thể thoát nạn được, đạn có thể bắn không trúng á. Thù nói thật á, thì khi mà sàng lọc những vị thiên thần á, sẽ nhìn thấy trên cổ ai có đeo cái dấu này thì nó sẽ phát quang ra là đạn nó có thể đi chỗ khác á. Thì cho nên hôm nay á, mà ai mà nghe được cái này á, cái miếng này nó đâu có nhiều đâu, lụm ngoài là, hoặc là lấy kẽm hay lấy đồ cắt ra cứ đeo vô cổ đi, nó miễn nó có hình trái tim á, là Phật bình đẳng và hướng thượng. Dấu này là dấu của Thượng Đế để mà qua cái thời sàng lọc. Ai không đeo cái này có thể sẽ bị loại khỏi sàng lọc á. Nó rất là quan trọng khi đeo dấu hiệu thiên tâm trên cổ á, đi đánh giặc cũng vậy, hay là đi ban đêm hay làm gì cũng nên đeo á. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên, sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc châu lâm khổ quốc trung, hạ lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị Miên Sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu. Bây giờ mình đã là rắn mắc đầu rồi, chứ đừng nói chi mà để Miên Sang xâm lấn. Không có lãnh đạo nào, chính trị là nhà chính trị, nhà kinh tế là kinh tế, là mình đang làm ruộng cái mình trở thành kỹ sư một đêm được, hay là mình một nhà kế toán được. Nghề mỗi người có mỗi nghề, nghề nào cũng quan trọng hết. Đầu miền Nam bị Miên Sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Thì ai là đầu trâu mặt ngựa, ai lo âu, mình biết rồi đó. Câu này là 100% sẽ trúng. Sao vàng bản đỏ, rụng đầu nay mai. Hồi xưa có những cái bài sấm cơ, sao vàng sẽ rớt đầy sân. Có nghe là đến một ngày khi thay đổi màu áo đó, thì mấy cái huy chương gì bông sao không của mấy ổng sẽ dục đầy ngoài đường hết. Thì cái bài này sắm chơi nó là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai, nước mình sẽ đổi quốc kỳ, không đổi dân càng chết, đến lúc phải đổi cơ trời đi không ai cãi được với cha. Mấy ổng có tính toán mưu mô kiểu nào đi nữa cũng y như là con kiến ngồi trong cái chén vậy đó, mày cứ chạy vòng vòng đi rồi cuối cùng cũng vậy. Để cho thằng con ta xuống đây nó cực khổ, nói chuyện bữa nay cũng khao cổ nè, 5 năm rồi đó, clip này là khao khổ. Mày cũng không có hiểu nói tiếng Việt chứ đâu phải nói tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Miên gì đâu. Cha thương nước Việt, là vì nước Việt sau này nước trung ương, nước lãnh đạo thế giới về tinh thần và làm cho cả thế giới tập trung, là vì rất là hiếm có một thiên tử con trời hạ phàm, chỉ có một mình sư phụ là hạ phàm kỳ này trên nước Việt. Thì khi mà sau này sư phụ đăng cơ đó là sẽ có long trọng một buổi lễ đại quan trọng của toàn quốc. Cha nói á, để mà cho sau này tất cả trên thế giới năm châu sẽ coi cái ngày mà lễ đăng cơ đó, và họ sẽ học theo và một cái truyền thuyết, để khi 100 năm mấy trăm năm sau thì nó là một cái quyền thoại cực kỳ của cái quả địa cầu này, thì tất cả mọi nước trên thế giới sau này sẽ quy phục nước Việt là nhờ cái buổi lễ đăng cơ đó. Và buổi lễ tế trời cực kỳ quan trọng, một gọi là
thiên tử thiên đình để mà khai sanh nước Việt. Con trời gọi là con trời khai thiên đó. Thì nước Việt sẽ có con trời khai thiên. Chỉ có nước Việt là được ân sủng này của Thượng Đế. Ngoài ra không có nước nào hết. Tuy là vô vi nhưng mà hình thức á, mình không phải làm. Vì cái lòng tin của con người sau này cũng giống như ngày xưa Mohammed. Ông đi qua thành Marana rồi trở về Mecca 40 cây số. Hôm nay người ta đi qua đi lại mà chết nhau cả mấy trăm người vậy đó. Đầu trâu mặt ngựa lao, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi, hãy khá tin rằng miền Nam, quốc Phật, thánh thần sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Tức là nước Việt mình qua cái bỉ cực này thì sẽ có Thái Lai là mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Đọc thơ cũng hơi mệt. Cho nên tất cả mấy đứa hội thiên á, lấy mấy bài sấm cơ mà mình có cả trăm bài đó, cứ post ngược trở lên lại. Tại vì những nhà lãnh đạo bây giờ họ cũng hoang mang lắm. Họ cũng không biết là đi đường nào cũng chết. Tô Lâm bây giờ á, chỉ có một đường phải đi. Nhưng mà đi rồi cũng không biết mình ở chỗ này được bao lâu. Cả bản thân ổng cũng biết chắc là ổng đâu có ở được lâu đâu. Không biết tới phiên, ngày nào tới phiên mình á. Luật nhân quả mà. Nhưng mà tất cả đều không ai bị mất phần gì hết. Nếu mà đem cái mảnh ghép cuối cùng về ghép vô. Tại vì thiếu mảnh ghép đó không có xài được. Cũng giống như á, nguyên cái máy computer á, thiếu cái con thiếu nguyên cái điện thoại nè, thiếu cái con CPU á là thiếu con SIM á là không có chạy được. Nhiều người hỏi sao Chúa lập đạo, Chúa Giêsu tái lâm, một vị Bồ Tát, vị con trời. Mà hôm nay Chúa lại biết về chính trị và nói về chính trị. Thật sự mà nói, mỗi một ngày Chúa họp với tất cả hồn thiên trong núi, từ ngài Nguyễn Minh Trực, Trận Đạo hay là tất cả những vị thánh thần của nước Việt mà lo cho vận mệnh nước Việt. Mỗi ngày á, những cái chiến lược và những cái kế sách. Sư phụ mang thân người nhưng mà sư phụ đâu phải là người. Thì sư phụ không phải là người thì mấy vị là thần thánh thì mấy vị tiếp xúc thì dạy. Chứ không phải là phải vô trường học của Yale hay là West Point. Không cần. Các con cũng từng thấy á, sư phụ nói chuyện với cha với mẹ rất là bình thường. Với các vị Phật này rất là bình thường. Ngày hôm qua ngồi á, tổ về á. Nhưng mà cái này nó one of the kind, tức là một người lạ nhất 8 tỷ người. Không có hẳn là chuyện không có. Tại vì cái trình độ mình không tới thì mình phải gắng lắng nghe. Tại vì đừng có tin những cái gì sư phụ nói về quyền ảo, mà hãy tin những cái gì sư phụ nói nó có thực tế không á. Nó có lợi ích cho công an với bộ đội hay là cho quốc gia hay không. Chứ không phải mà nói để mà nói suông. Không có rảnh mà lên đây ngồi nói xuống, tỷ phú không có rảnh mà ngồi nói kiểu này.
chỉ là để mà làm sao mà quyến xuyến một cái quốc gia đến cuối cùng rồi á, 4 triệu đảng viên không có thằng nào bị mất tài sản, cũng chẳng có thằng nào đổ giọt máu, ai cũng sống hạnh phúc giàu có và đưa đất nước phát triển. Ngày đầu tiên cho hộ mà về nước á là thả hết tất cả mấy người đốt lò đốt củi ra, họ là mấy con ông bầu á, họ có vốn, họ có đầu óc. Bây giờ con tưởng tượng nguyên cái làng á, người làm ăn á chỉ có mấy người thành công đúng không, có mấy con ông bầu thông minh thôi mà bắt nhốt ở trong tù hết thì làm sao mà có mặt ông rồi nuôi được ông thợ, có phải là ngu không? Chứ không có ngu kiểu đó, họ là những nhân tài lỗi lạc. Tuy là ai cũng có lòng tham, thế gian này ai cũng tham hết trơn á, mà ở với một cái chế độ cộng sản không có thằng nào mà không tham. Mày không tham là mày chết. Cho nên tham là để sống á, tham nhũng là để sống. Thằng Trung Cộng nó bỏ 12 cái bao thơ trên bàn họp, thằng nào không nhận bao thơ tao á là ngày mai thằng đó chết á. Mấy con có ngu không? Vừa có tiền vừa được sống, vừa được lên chức. Cho nên mình phải hiểu cái đó, phải thông cảm. Ở một cái chế độ như Việt Nam, nó là một cái nguồn máy tham nhũng. Một thằng không tham nhũng giống dây sên vậy đó. Ê mày phải khúc mắc gì á, tự nhiên cái mày chơi lạ hả? Mày chơi lạ thì mày đi chết đi. Nhưng con người nhân chi sơ tánh bổn thiện, không có ai làm, không có ai mà làm chuyện tội lỗi hết. Chẳng qua nước Việt mình á, bị xả cái nghiệp. Vì bao đời chúng ta đã tiêu diệt Chiêm Thành. Ngày xưa mảnh đất của chúng ta chỉ có ở Hà Tĩnh, Huế thôi. Sau này chính chúa 13 đời vua của nhà Nguyễn mới kéo dài tới mũi Cà Mau. Hai cái anh nó đen đen đó, đó tên gì? Hunter. Ờ, sao ngồi ở đây vậy? Nói tiếng Việt được không? Con của cái cô kia kìa, nó chắc tiếng Việt không biết. Bao nào? Đứng cho sư phụ thấy. Đứng lên cho sư phụ. Cô ở đâu tới vậy? Dạ, con ở San Francisco. À, rồi con mang tình báo Hoa Nam tới đây làm gì con? Con người tiếng Việt. Dạ. Họ là tình báo Hoa Nam á. Dạ, con tới thứ bảy vừa rồi, con cũng có duyên, con gặp được sư phụ. Không có thể dắt người vô. Dạ. Sư phụ có thần thông. Những người ngồi đây ai như thế nào sư phụ biết hết. Hai đứa con, hai đứa con. Nên con đi xuống núi đi. Tại sư phụ nói này là sư phụ nói tình đoàn kết của nước Việt. Cho nên họ là của Trung Cộng á. Hai đứa con sanh ở đây, hai đứa con sanh. Nhưng nó sanh nhưng mà nó làm chuyện gì con không có biết. Không, nó không biết tiếng Việt. Sư phụ có thần thông, sư phụ nói ra là có. Ở đây không có Hoa Nam, cũng không có Trung Cộng. Ở đây bất cứ người nào mà suy nghĩ những gì không đúng sư phụ đều biết hết. Nếu tin sư phụ là thiên tử thì lời sư phụ nói là có. Nó Hoa Nam á, bữa nay Hoa Nam cũng mò lên Thiên Long Sơn chi. Ngày xưa lúc sư phụ ở bên Tàu là vua Thằng Nông. Sư phụ có rất là có công với người Tàu. Trên cái trái đất này không có mảnh đất nào gọi là của riêng sư phụ hết. Sư phụ đi từ Tàu qua nước Việt, rồi là vua Huỳnh Đế, rồi đến lúc mà làm cơ phát á, lập lên nhà Châu cũng là sư phụ. Rồi những cái năm gần á, thì sư phụ lập lên Vạn Lý Trường Thành, tức là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng không có ác nghe, tại lịch sử ghi sai. Sư phụ có hỏi về những cái tiền kiếp của sư phụ. Đời Tần Thế Hoàng ổng là một vị vua không có ác, ổng chỉ muốn tất cả những gì sư phụ làm mục đích chính chỉ là làm cho nhân loại có một cái đường đi tốt hơn và làm cho nhân loại có một cái cách phát triển đoàn kết và một cái tổ chức chặt chẽ
và không có giết nhau nhiều, còn hơn là biết bao nhiêu nước rồi giành nhau, nước Tề, nước Sở, nước Yên, rồi nước Hà gì giết nhau tá lả muốn cái nào. Ngày xưa lúc đó sư phụ thông minh lắm, kêu lập freeway đi thẳng, gọi là trực lộ. Rồi những cái gì Tần Thủy Hoàng để lại technology tới ngày hôm nay chúng ta vẫn còn có giá trị. Đó là một tiền kiếp sư phụ, là người Tào. Cái kiếp mà dài cho đến Lưu Bị, rồi dài cho đến nhà Tùy cũng có. Tức là cái kiếp nào mà cha cho đóng để mà cho nước Tàu đừng có giết nhau thì đều là sư phụ đóng vai. Tại vì nhân loại tất cả các người ở thế gian này đều là cửu quyền hay là thú hay là địa ngục lên, không có đủ cái tài ba chí lược và không có sự trợ giúp của những vị thiên thần. Chỉ có những người có sứ mệnh như sư phụ á, có cái đầu óc siêu quần á, thì những vị Bồ Tát, cha, thiên thần và thần thánh ở local á, ở những cái vùng miền đó mới gia hộ, mới làm được chuyện lớn. Nhưng mà làm ra một màn rồi thì bỏ đi thôi. Rồi bây giờ cho đến lúc cái màn mà cuối cùng của bên nước Tàu thì là Chu Nguyên Chương. Rồi sư phụ có một đời làm vua Càn Long nữa, nhiều kiếp lắm, rất là nhiều kiếp. Mà kiếp nào cũng là tốt cho nước Tàu. Mà tại sao hôm nay sư phụ lại đầu thai với nước Việt? Là vì mỗi một cái chu kỳ, ngày xưa đó thì thánh địa ở Ấn Độ, rồi sau đó cái chuyển qua Ai Cập, rồi đến cái thời của Chúa Giêsu thì cha chuyển qua Jerusalem là Do Thái, Âu Châu, không đầu từ qua tới Tàu nghe. Tức là nó đi theo cái ngũ hành của cái vũ trụ. Đến hôm nay Phật dồn về Nam, tức là vô nước Việt. Cho nên bao nhiêu sấm cơ của Notre Dame hay là SC Kaiser này nọ, họ đều nói sau này có một chuyển luân thánh dương sẽ xuất hiện rất là lỗi lạc, sẽ thay đổi quả địa cầu này. Mà họ ngày xưa người Âu Châu cả nghìn năm về trước, cái nước Việt nằm sát nước Tàu, họ chỉ cho cái đó là người phương Đông thôi, chứ họ đâu có biết là nước Việt, nước Tàu, nước Miên, Miến Điện gì đâu, đúng không? Đó là họ nói về sư phụ là một thánh nhân phương Đông. Nước Tàu cũng phương Đông, nước Việt cũng phương Đông, thì là chuyển luân thánh dương có thật, vua của tất cả các vị vua của quả địa cầu này. Chị sư phụ đã làm vua rất là nhiều rồi. Có một cái giấc mơ sư phụ thấy á, sư phụ đứng với cha với mẹ ở dưới quả địa cầu này á, cả triệu ông vua, ông nào cũng mặc áo long bảo mà quỳ dưới chân sư phụ á. Tại vì sư phụ là vua cõi trời, họ chỉ là vua cõi người thôi. Đó lý do tại sao khi sư phụ về miền Bắc, vợ của Tô Lâm là chị Loan nhập đồng ở ngoài Bắc, ai cũng đưa bả lên đầu để đội á, gần đó bả không phải dễ đâu. Mà khi sư phụ về Sài Gòn á, là bả là người rước sư phụ, người tự đưa sang đón, là bả thuộc nhà Linh Căn nhập đồng, thì bả biết sư phụ thật sự là ai. Mà bả ngồi bả lắc hoài á, không có tứ phủ nào mà nhập vô bả hết. Là gì á, người ta nói cái vị này rất là cao, nói sư phụ á, khi ngồi ở nơi này không có ai quyền mạo phạm mà nhập đồng trước mặt sư phụ được. Đến khi sư phụ về Sài Gòn á, bả mới nhập vô được á. Vợ tôi lắm á, họ giờ hỏi bả đi, với đại tướng chặn trà đó, thời đó, năm 2014-15 á, sư phụ đi gỡ những cái trấn ém của nước Việt thời đó. Một cái chân mạng của con trời xuống phàm nó phải là chuyện bình thường. Thì những cái kinh điển mà của Âu Châu nói về chuyển luân thánh dương, thì khi mình nghe, khi mình đọc câu chuyện, mà nhất là đọc ban đêm mà yên tĩnh, mình coi rất là huyền thoại, rất là ngầu, đúng không? Nó còn hơn là phim kiếm hiệp. Nhưng mà đến khi mà gặp mặt này, mang kiếm cận này, họ bị chấp tước. Đó là do cái ngã của chúng ta, do con người của chúng ta còn bị chấp á. Bị chấp có nghĩa là gì, hiểu không? Bị chấp có nghĩa là giống như những gia đình Việt Nam mình qua Mỹ, chồng chúa vợ tôi, hay là cứ coi thường những lời nói của vợ, coi thường lời nói của con, đọc đoán độc tài vậy đó, là cũng gọi là chấp. Còn người chúng ta đó, người thế gian đó, cũng bị chấp cái đó. Đọc chuyện huyền thoại hay là kinh khải quyền, chúa của tôi đâu, về cứu con, chúa hứa
là Chúa sẽ cứu con khi lúc con bị nạn, con bị tận thế. Mà bây giờ Chúa đâu mất, Chúa ngồi đây 5 năm, có ai nhìn ra Chúa không? Chú là Chúa Giêsu thiệt á. Ở trên đã verify, rất là nhiều vị verify. Mà đâu phải chứ phụ phải đầu thai thành người Do Thái. Bây giờ cái Jerusalem tan nát như vậy ở giải Gaza như vậy, Chúa nào mà thích ở chỗ bom đạn kiểu đó không con? Mỗi một ngày có biết bao nhiêu trẻ em bị chết đói. Chúa phải về nhà chứ. Một cái thánh địa có quyền về đúng không? Đó là lý do tại sao mà Ngài đăng cơ ở Chúa Phụ á, là tất cả nước Việt sẽ trọng đại để mà cho nhân loại biết được nước Việt sau này sẽ lãnh đạo về tinh thần và lãnh đạo tất cả mọi mặt và tất cả các thế giới phải có bổn phận quy phục và lo cho nước Việt. Nước Việt sau này thành một nước đại đại giàu có, đại đại hùng cường giàu mạnh. Vì là con trời khai thiên, không phải một nước bình thường, một cái xã hội mới hoàn toàn, không có như bây giờ nữa. Chứ họ không có tính theo mấy chục tỉnh, 60 tỉnh, 200 tỉnh, mà phải tính theo là tiểu bang. Vì sao này tất cả những tỉnh nhỏ của Trung Cộng hay những nước miền Lào đều thành những cái tiểu bang của nước Việt á. Chú có một cái bản đồ lập một cái nước Việt mới mà mấy vị đã dạy lâu nay rồi mà không có nói ra đây được. Trong mắt chú Phụ á, coi những chuyện mà diễn biến nước Việt bây giờ, giống như bác Tô vừa lên chức tổng bí thư, bác Phúc, rồi ông Tiến tự tử rồi cái này đó. Cái đó là mấy cái chuyện thế gian nó giống như cái màn kịch vậy thôi. Nó rất là phù du, như con phù vũ vậy đó. Cũng giống như con siêu thân mà chạy theo ánh đèn thôi à. Nó không có cái gì gọi là thiệt hết á. Cái gì nó cũng có cái luật nhân quả, không có gì gọi là bền cũ hết. Nếu bền cũ á thì bác Hồ nói là trúng rồi. Chúng ta tiến tới xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh muôn năm mà. Hôm nay mấy con thấy không? Không bao giờ có chuyện xã hội chủ nghĩa nữa. Mà cũng không bao giờ có Hồ Chí Minh muôn năm nữa. Những tình báo anh Nam như Trung Cộng nãy rồi quen với một người Việt Nam, con nghĩ cái bà đó tướng vậy mà có hai đứa con vậy hả? Con nghe thấy nó láo không? Tại sư phụ chưa đang làm cái video, sư phụ không có muốn ngắt lời để mà xem nhiều chuyện nhỏ, thì họ cũng đến để mà nghe cũng được đi, nhưng mà mình phải nói cho họ biết nơi này con người á có không có thể lấy dễ the che mắt thánh được đâu á, không có qua mặt được đâu. Con thấy núi mình không? Những năm về trước xù cho láng hết á. À, những bạn cũ mấy con á, bây giờ bị mấy gì đuổi xuống hết á. Phải thật tâm mới ngồi gần sư phụ được. Tức là họ vẫn còn chưa có tin sư phụ là con trời á. Vẫn chưa tin, ngơ ngơ ngờ ngờ vậy đó. Chưa tin thì đi về mà gán nghiên cứu đi. Mà ngồi đó hồi á, ông chân thần ông bẻ gãy chân á. Còn nếu mà khởi tâm phạm thượng nữa thì chuyện gì không biết à. Nãy giờ bao lâu rồi mấy hôm? 1 tiếng 5 phút. 1 tiếng 5 phút à. Bữa nay mình summary lại, mình nói chuyện quốc gia sẽ bị thế, nước Việt sẽ bị thế giới cô lập về kinh tế là vì không có đúng người lãnh đạo là biết về kinh tế hay biết về chính trị. Mình
tóm tắt lại là nước mình sắp bị Trung Cộng với Miên sang xâm lấn. Rồi kế tiếp mình biết được cái miếng đó còn kêu là gì, cái puzzle gọi là mảnh ghép. Cái mảnh ghép cuối cùng của bức tranh tuyệt hảo của nước Việt, sáng ngời của nước Việt đang ngồi đây. Không mau mà thỉnh về để mà ghép vô, để cho đoàn kết dân tộc, không còn phe phái, không còn chiến tranh. Thôi thì mình lấy cái tựa đề là mảnh ghép cuối cùng của thời Hạ Quân đang ở đây. Sư hô là mảnh ghép cuối cùng. Nếu không có mảnh ghép này, bức tranh dục bỏ, không có giá trị. Thế như là Phật, hôm nay nói bao nhiêu lời đó. Xin tạm biệt. Có microphone không con? Dạ. Tại vì không có giọng nhưng mà cũng căn bản để mà giúp vua văn nghệ cho bác Phúc đang ở trong tù. How are you? Bluetooth connected. Cho tất cả các nhà lãnh đạo của nước Việt, trong đó có bác Phúc, bác Ba, bác Tô. Điện thoại bên anh nó yếu quá vậy. Lo cho cơ đều ngày mai.
ơi, chúng sanh sẽ biết ơn ai đã truyền. Ai lo trời Phật linh tinh, sáng cơm mỡ đào thắp miền nước non. Kinh thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định đâu còn bao xa. Là sao xây dựng nước nhà, lo cho ba tan hoang ca cuộc đời thương con. Mẹ dạy mấy người rồi đây sẽ ứng ở thôi cơ. Ở ca bài này nói thêm chút. Bài này có từ năm 1980 tại trại tù Nam Hà, miền Bắc nước Việt. Lúc đó đó, những tù nhân mà những bác HO mà cặp tướng cặp tá đó, ở trại tù Nam Hà, họ tuyệt vọng, không có đường nào để hiểu về tin tức ngoài, về bị sự sống chết. Thì lúc đó ơn trên á, những người trong cao đài với Hòa Hảo cũng ở tù lần đó, thì họ lập cái bàn cơ. Thì cái bài đầu tiên mẹ xuống, thì cũng ngay lúc này thụ là lên đên trên biển, vượt biên lúc đó 14 tuổi. Thì Phật Mẫu là mẹ của tất cả các Phật đi trước, có ngài Địa Tạng dẫn đường và có tiên nữ Bông Hoa đi xuống. Thì đi rất là hùng vĩ, một đoàn người. Thì mẹ ban ra bài Kính Thiên. Thì lúc đó lý do mẹ ban ra cái bài này, thì mẹ nhìn xuống thấy con lên đên trên biển, thấy nước Việt và những cái người mà mang sứ mệnh, tại HO cũng là mang sứ mệnh nha, để mà thay đổi vận mệnh xã nghiệp. Thì lúc đó bài Kính Thiên ra đời năm 1980 tại trại tù Nam Hà. Khi bài này ra đời thì Cộng sản Liên Xô bị sụp đổ, thì nó có qua một cái bài của Đức ngài Trần Đạo. Ngài Trần Đạo đã 40 năm mà khai cơ á. Ngài Trần Đạo có cái đó là mình nói về bài Kính Thiên ở đời năm 1979. Đây là nguyên văn, không thêm không bớt một chữ. Thưa Đức Đại Thánh Dương, Thái Tử Lộ Cơ và Nam Mô Thượng Hoàng Thượng Đế Bồ Cha, con lộ cái bài này. Tại ở Thiên Long Sơn mình, ở hội trường, bài này năm hình như là 2014-15 gì đó. Thì là mấy chục năm, 40 năm kỷ niệm mà những bác HO đi tìm sư phụ, tức là tìm Thiên Tử Đế Phò đó. Tại vì họ biết họ đi tìm một người để họ phò, để sau này để trở về nước Việt á. Thì khi mà ông bố và những bác như bây giờ đã tìm được sư phụ, thì đến hàng năm mỗi lần Tết cha với mẹ với mấy bác đó họp lại. Thì đây là nguyên văn của cái buổi mà ngày mùng 1 Tết. Cuộc đàm thoại giữa vua của tất cả vũ trụ và vua nước Việt Nam, cứ nghĩa là Ngài Trần Đạo với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế: ta Ngọc Hoàng Thượng Đế chào mừng tất cả hiện diện buổi lễ này. Ta khen chữ này khó ta, bữa đứa nào làm cái chữ dễ đọc rồi. Đây, chữ dễ đọc. OK này nè. Cuộc đàm thoại giữa Thượng Đế đấng tối
Đấng Tạo Hóa và Vua nước Việt Nam vào ngày 16 tháng 2 năm 2018, mùng 1 Tết tháng Giêng năm Mậu Tuất, tại hội trường mà nhà vàng á, nơi đỉnh núi Thiên Long Sơn, Ngọc Hoàng Thượng Đế gót. Dạ thưa cha, con lộ cái khúc này. Ta, Ngọc Hoàng Thượng Đế, chào mừng tất cả đã hiện diện buổi lễ này. Ta khen ngợi các ngươi đã tổ chức chu đáo để đón tiếp ta và chư vị Thánh Mẫu cùng chư thần. Đây là buổi kỷ niệm 40 năm khai cơ đường cơ Long Hổ, Thánh Mẫu tổ chức. Nhìn chung thì sự thành công quá ư là tốt, dù gặp nhiều trở ngại do bọn tà ma phá hoại. Hôm nay ta hân hạnh được nghe Đại Thánh Dương tường trình về thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương. Các nên nhớ mỗi một lần mà tổ chức ở đây á, là cái hàng vạn chư thiên đầy bầu trời núi Thiên Long Sơn rồng đồ á, mỗi một cái đoạn đường chừng mấy feet thì có thiên tướng đứng hai bên để mà đón cha. Trong cái hội trường tuy như vậy mà không cõi vô hình đó, thí dụ như ngày trận đạo qua là có cả ngàn tỳ tùng theo, rồi một châu mẫu Á Châu qua thì có cả ngàn cung phi mỹ nữ theo, cho nên nó là một cái đại hội cực kỳ cả hàng biết bao nhiêu nghìn người. Thì trong đó sư phụ là người thiên tử là quỳ, thì mỗi người nói chuyện qua nói chuyện lại vậy, giống như bây giờ mấy con cũng từng chứng kiến sư phụ nói chuyện đúng không, thì buổi lễ đó cũng vậy. 40 năm đường cơ hội do mẫu tổ chức, nhìn lại chung thì sự thành công quá ư là tốt, dù gặp nhiều trở ngại do bọn tà ma phá hoại. Hôm nay ta hân hạnh được nghe Đại Thánh Dương tường trình về thành quả đó. Mời Đại Thánh Dương. Đại Thánh Dương Trần Hưng Đạo. Hạ thần là Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo, tức là ngài là vua nước Việt á. Ông Quan Công là vua nước Tàu, ông Trọ Quan Tân là vua nước Mỹ. Chiều nay thủ sẽ nói chuyện với ông Washington tình hình nước Mỹ. Tại cứ mỗi ngày thủ phải nói chuyện với một vị để biết tình hình trên thế giới. Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo của nước Việt. Hạ thần là Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo của nước Việt Nam kính chào mừng Ngọc Hoàng Thượng Đế, kính chào mừng Đại Thánh Mẫu, kính chào mừng năm vị Thánh Mẫu năm châu cùng các vị Thượng Thánh và các vị Thánh Thần. Kính thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thượng Đế tôn kính. Kể từ năm 1979 mùa xuân năm đó, đường cơ lỗ ra đời với câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Cho nên mỗi một lần mà cơ vận đi xuống một bài cơ đó, thì cái thế giới chúng ta có sự thay đổi. Thì cái bài hồng tàn giữa mùa xuân á, là mấy đứa con có bài đó cứ bỏ lên. Thì bài đó làm cho chế độ Liên Xô sụp đổ á. Năm 1979, mùa xuân năm đó, đường cơ Long Hổ ra câu sấm hồng tàn giữa mùa xuân. Cũng là bắt đầu từ năm đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Lúc đó là Gorbachev bị sụp đổ cũng chả biết là lý do gì, nhưng mà không ngờ là do bài hồng tàn giữa mùa xuân. Do hướng dẫn của Đại Thánh Mẫu, ngài ban lệnh đó là bài kính thiên, tức là bài nãy sư phụ mới ca, là lệnh của mẹ là bài kính thiên. Đó là bài kính thiên, thần cùng chư vị thánh thần lo làm theo cơ vận. Tức là khi bài kính thiên xuống trần đó thì mấy vị cứ nhắm theo bài kính thiên để mà xoay chuyển cái quả địa cầu cho tới ngày hôm nay, để mà có ngày kết cuộc, để mà lập hội Long Hoa, để vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Làm theo thánh thần, làm theo cơ vận, lấy bài kính thiên làm kim chỉ nam. Bài kính thiên là làm kim chỉ nam cho tất cả những vị thánh thần ở trong cõi vô hình, là bài kính thiên nãy rùa ca đó. Thì trong đó là sẽ đưa Minh Dương về nước, thì sẽ làm cho năm cái ác sụp đổ. Đó là bài kính thiên á. Bài kính thiên nó powerful lắm á. Nếu mà ai mà hiểu cái này á, mà ngồi chiêm nghiệm lại đi. Bài kính thiên sẽ là kim chỉ nam do đó thần khai cơ với nhiều phương châm, nhờ hưởng cơ trời biết được cơ vận. Theo cơ vận mới biết thời cơ vận dụng thời cơ để nắm giữ cơ đồ.
40 năm qua, 10 năm đầu hạ thần cùng chư thánh thần lo hỗ trợ cho tù nhân, nung đúc tinh thần vượt qua khó khăn để chờ ngày phục quốc. Nhờ vậy mà tù nhân cải tạo đã vững vàng chờ đợi lúc bấy giờ. Chư thần ứng cơ gây nhiều tâm lý tin tưởng vào ngày mai, như ứng cơ báo hiệu rồi sẽ được lo lắng như câu: thần tự do sẽ lo tất cả, hỡi hiền đồ chớ ngại khó khăn, mà buông việc lớn mà quên việc thù. Cùng thập niên đầu báo cho các tù nhân cải tạo là ó kêu nam đáo lữ hành, tức là tất cả sắp về Nam. Khi về Nam, hạ thần đã cùng chư thần từ Bắc chí Nam vận dụng linh thiêng mà giúp dân chúng chống tà. Qua thập niên thứ ba, các tù nhân đã được về lần lượt. Thời gian này, chư thần được ngài phong thánh như thần Tam Tinh phù trợ cho trại tù ba sao, và được phong thánh cũng như các vị thần khác như Đại Thánh Quân, nhiều vị khác. Hiện tại cơ vận đã đến lúc bọn tà phải diệt vong, hạ thần sẽ nương theo cơ vận sẽ xây dựng cơ đồ Việt Nam sáng rạng. Đấy là sơ lược 40 năm đường cơ Long Hổ. Về phần đạo thì Đại Thánh Mẫu đã giao cho Thái Tử, tức là giao cho sư phụ quản nhiệm. Khung đạo đã được hoàn thành tốt, hoàn thành thành quả rất tốt. Tương lai sẽ sáng lạn khi Việt Nam đã diệt hết tà đạo. Hôm nay hạ thần kính đề nghị Đại Thánh Mẫu, Ngọc Hoàng, Thượng Đế ban thưởng cho thành viên Trung Kiên để khích lệ. Kính tâu trình ngài bấy nhiêu, xin cáo lui. Tức là hồi xưa đó, chứ hồi tới ngày hôm nay cũng vậy, lâu lâu á, tất cả các vị về chầu cha đó, thì sư phụ cũng là chầu cha, nhưng mà cái nguyên thần sư phụ là Thiên Nhãn, cũng ở đó chầu, sắc phàm cũng phải quỳ. Nhiều lúc hồi xưa sư phụ quỳ 4 tiếng á, cái đầu gói này nè, tại cha đứng đó thì cha nói chuyện thì mình phải quỳ, đúng không? Rất là thiệt. Nhưng mà ở núi Thiên Long Sơn này, tuy nó nhỏ bé nhưng mà nó xoay chuyển cả cái địa cầu này, từ Ukraine tới Nga tới nước Việt tới Mỹ. Cho nên hồi tuần rồi có mấy con thấy á, ông chọt Washington á, ông nói sư phụ á, sau này Thái Tử nhớ cứu nước Mỹ. Thế sư phụ hỏi là ông mấy câu: nước Việt bây giờ te tư như tàu lá chuối, dân không có cơm mà ăn, làm gì cứu nước Mỹ. Sư phụ tưởng là ông nói lộn á, không, ông nói sau này Thái Tử nhớ cứu nước Mỹ. Ông dằn lại hai lần á, thì chuyện gì nước Mỹ xảy ra sư phụ chưa biết, nhưng mà ông nói sau này nước Việt khi có đại phước, khi có thiên tử về rồi thì nước Việt sẽ biến đổi 100%, thay đổi. Đó là cơ trời. Người không hiểu cơ trời thì hôm nay phải nên hiểu, là vì ngày mai á mình bị đốt lò không hay đó ngày mấy đại ca. Nếu mà nghe lời Kiệt á, là anh ba hôm nay á xoay chuyển thì anh ba sẽ không có bị đốt lò. Tại vì trên mới vừa nhắc để lên mạng nói, chứ sao gặp ổng. Chứ chưa từng gặp bác Nguyễn Tấn Dũng ở ngoài đời bao giờ, cũng chưa từng biết ổng luôn á. Nhưng mà vì sư phụ, những người này cũng là ở cõi trời xuống, thì thương thì nhắn mấy lời. Tức là mình biết trước thiên tử đã sinh rồi, giống như sư phụ sinh cho bà Lan. Bà đã ở ngoài hiện giờ có bản án tử hình đúng không? Nhưng mà bà sao không chết, sư phụ đã sinh rồi. Sư phụ sinh cho bác Phúc hồi hôm qua rồi, hồi khuya rồi. Bác Phúc bây giờ đang bị nhô hộp, nhưng bác Phúc sao không có bị chết. Tại giờ bác Phúc cũng đang tính cái đường kẹt á, nhưng mà thôi, đừng chết. Chờ chờ mình về ăn cơm chung với anh Bảy nha. Rồi tới sau thì bác Phúc sẽ tới thịt tới bác Ba. Rồi thịt từ từ vậy đó. Nhưng mà khi nghe được những lời này, họ sẽ không bị gì hết. Tại vì lời của sư phụ nó có hiệu lực ở cõi đời này đó, là những vị thánh thần sẽ che chở cho những người này, che chở cho bác Dũng, che chở cho bác Phúc, che chở những người sắp gặp nạn. Đây cũng là một cái lời trong cõi vô hình. Mỗi
Ngày hôm qua sư phụ bàn chính trị với sư phụ, tức là thiên nhãn đó. Cái cuối cùng á, để coi thiên nhãn nói một câu nghe mấy, tức là mà là cái trí tuệ của sư phụ chỉ là 1% của cái nguyên thần của sư phụ thôi. Thì cảm ơn, thì nói à, ta cảm ơn người đã chịu lắng nghe ta nói. Tại vì khi mình mang thân người đó, mình có cái nhã, con hiểu không? Mà mỗi lần mà sư phụ kêu Him về để mà chỉ những cái ngõ ngách mà mình đâu có nhìn ra được á, những ngày hôm qua nói chuyện đâu cũng cả tiếng. Cái cuối cùng cái Him nói là ta cảm ơn người chịu lắng nghe ta nói. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các con cũng vậy á. Tại vì mình cứ tính theo cái thói đời, rồi mình mang thân người, mình cứ tính toán sàng lọc. Còn cái linh hồn của các con nó đâu có rắc rối chỗ đó đâu. Rất là đơn giản, yes and no, đúng không? Đúng hay sai? Nhưng mà khi qua cái bản thân của mình á, mình có cái nhã. Ví dụ có lỗi thì nhận lỗi trả đi, không à, lý do này, lý do nọ. Giống như cái đám đệ tử cũ vậy đó, nó xuyên tạc đủ điều, nó tìm đủ mọi cách. Giống như thời 5 năm về trước, mùi mùi lên núi, bị tụi nó ăn hiếp. Thù đâu có dám thừa nhận sớm. Thừa nhận sớm hôm nay đâu có ngồi nổi ở đây còn. Chứ hộ phải cùng phe tụi nó dập tiếp. Thứ nhất là trên kia phải như vậy. Để làm chi? Để thử lòng. Ôi có bền không? À, về nhà khóc hộ hộ nhưng mà vẫn một lòng trung thành á. Thì mới được. Công hai chuyện luôn. Rồi hôm nay cái nó ngồi, hồi xưa ngồi nói chuyện cái tụi nó thâu, bây giờ bỏ lên mạng nó nói ngược lại. Ôi sao sư phụ nói kiểu đó, bây giờ sư phụ nói cái đó. Đó là chính trị đó, mấy đồ ngu. Không biết sao có lợi không? Cái đó gọi là chính trị đó. Hiểu chưa? Trời ơi, vậy mà nó cũng ngu cho được. Ủa công thầy thụ mấy năm thụ dạy hoài mà không khôn nổi. Cứ nghe lời thầy mình là đúng nhất. Hiểu chưa? Còn sư phụ làm kiểu gì á, miễn sao có lợi cho mọi người thôi. Ok, với Đà Phật. Nhớ nghiên cứu những lời nói hôm nay rất là hữu ích. Mong tất cả mọi người đêm an lành, ngày an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành. Bây giờ mình đọc lại nha, để mình chúc cho bác Phúc đêm an lành, ngày an lành với bác Ba Dũng. Đêm an lành, ngày an lành, sáu thời đều an lành, tất cả chúng sanh đều an lành. Xin nguyện từ bi thì gia hộ. Bác Phúc, bác Dũng không có bị đốt lò. Ok rồi, xin tạm biệt, hẹn kỳ sau.